Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng là chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Hãy lạc quan và trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thời gian này, các gia chủ tuổi Nhâm Dần sẽ gặp những chuyện gì tốt và cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn. Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi. Và đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của tuổi Nhâm Dần. Người tuổi Nhâm Dần 1962 có mệnh kim, bạch kim, là người yêu thích, yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu, làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng, ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở, chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tử vi cho thấy, trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, các gia chủ tuổi Nhâm Dần sẽ cần phải chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Ngoài ra, tháng này tuổi Nhâm Dần sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bản mệnh đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Quý âm thủy gặp Dần Dương Mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt. Ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì người tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh đón thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống.
Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận, tháng 4 âm lịch tuổi Nhâm Dần cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Nhâm Dần có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Dần đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ, giúp quý gia chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý muốn. Ngoài ra, với những người làm lãnh đạo thì kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn, rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, quý gia chủ cũng nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp lấy lại tinh thần. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Dần nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc, những người tuổi Tân Sửu bước sang tháng 4 âm lịch có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết, bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bản mệnh chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bản mệnh không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Bên cạnh đó, cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản tiết kiệm cho sau này. Tháng này, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần khá ảm đạm. Bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hành thông thuận lợi. Vòng tam giác khai vận là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân tăng cường sức khỏe, chiêu tài hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà hóa sát cho tuổi Nhâm Dần. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ của những người tuổi Nhâm Dần không được suôn sẻ. Những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe ý kiến của nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi giận dữ với nhau sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh, bởi vì hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy đã biết hiểu nhau rất rõ và có thể thể hiện sự bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, trong tháng 4 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Nhâm Dần nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 4 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của quý gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Hơn nữa, ở độ tuổi lục tuần nên sức khỏe của bản mệnh đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Đều do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình vòng tam giác khai vận.
vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát đều hầu hết thấy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Nhâm Dần có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch 1 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 dương lịch, nạp sát, canh thân. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 4, tức ngày 24 tháng 5 dương lịch, nạp sát, nhâm thân. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 4, tức ngày 5 tháng 6 dương lịch, nạp sát, sát thân. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 4 tháng 4, tức ngày 15 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 4, tức ngày 27 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Ất Hợi, nạp âm Sơn Đấu Hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 4, tức ngày 8 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Đinh Hợi, nạp âm Ốc Thượng Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Nhâm Dần trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc những vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.